À, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhìn cây mai này các bạn còn nhớ không? Ồ, cái cây mai này thì là một cây mai mình đã làm cái clip mình chia sẻ các bạn rồi đó, lúc mà mình mới mình mua về mấy cây rồi mình trồng vô cái chậu này các bạn. Đó, giờ mình ghép hôm nay nó lên quá trời luôn các bạn. Đó, cũng lâu rồi ha, giáp năm rồi đó. Bữa nay là hơn năm rồi. Đó, hồi đó mình ghép hai nhánh nè. Nhánh này mình làm cái dựng cái ngọn lên, nhánh kia thì cho nó đổ xuống. Rốt cuộc bây giờ cái nhánh này với lại nó lớn hơn nhánh bên kia các bạn. À, bây giờ là mình uống cái nhánh đổ này xuống thì nó hơi khó nè. Bạn thấy là nó bự đây nè. Có thể mình uống xuống em dựng ngọn lên sau nha. Bây giờ cái nhánh này thì mình không có làm nhánh đổ nữa mà làm cái tay nó các bạn. Nó nhỏ nó bị ép rồi. Bây giờ mình dùng nhánh lớn này để mình uống đổ đó, dùng cái lớn này uống ha. Đó, thì cái nhánh này cũng còn uống được các bạn. Thì các bạn thấy mình lúc mà mình vô cái chậu này thì tới Tết nè các bạn, để mình vô bạn xem thì cái cây này nó đang nở hoa lúc Tết nè các bạn. Mình quay lúc Tết đó, khi mình ghép vô được đâu mấy tháng gì đó các bạn ha, mình ghép mai đại lộc có mấy tháng thì qua nó như vậy nè. Đó, cái này là mình quay hồi lúc mùng mấy Tết đó các bạn. Ở đây khi mình ghép vô mới có đâu chắc tầm cỡ nó 4 5 tháng gì đó các bạn. 3 4 tháng gì thôi à. Lúc đó mình ghép vào mùa mưa đó các bạn ơi. Đó. Thì tới Tết nó ra bông vậy nè. Nếu các bạn biết mai đại lộc thì nó rất là dễ ra bông các bạn. Ha, khi mình ghép vô thì nó nhánh tới đâu thì nó có bông tới đó thôi. Qua nó rất là đẹp các bạn. Ha, bông bự. À, khi mình ghép vô đây thì mới có mấy tháng thôi nhưng mà hoa nó vẫn lớn các bạn. Cánh rất là sai ha. Đó, thì để giúp các bạn nhớ lại cái mai này thì mình quay lại cái từ cái giai đoạn mà lúc mà hồi Tết các bạn. Cái này thì cái chậu cổ các bạn ơi. Chậu này mình thấy có cái chữ Made in Việt Nam nằm dưới nữa, không biết cái chậu này không biết là cái chậu gì các bạn. Đó, thì giúp các bạn nhớ lại thì mình có quay cái lại cái clip mà lúc trước mà mình có đăng các bạn xem nè. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại cái clip này ha. Cái này là mình mở trên cái kênh của mình đó các bạn. Lúc mà mình mới trồng mình đưa lên cái chậu nó vậy nè. Để các bạn nào có thể chưa xem thì xem lại cái clip là demo cây bonsai mới vô chậu đó các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình sửa nó luôn các bạn ơi. Ở đây thì nó có một cái chỗ cái vết cắt. Lúc ghép hai cái bo ở đây thì nó không có được chốt các bạn, nó có một cái gờ ở đây nè ha, nó sượng ha, nó cũng muốn liền theo các bạn. Thì bây giờ mình dùng cái kèm cạp mình cạp cho nó liền luôn các bạn ơi. Mình cạp cho nó thông các bạn ha, cạp cái cục này đi cho nó thông. Này mình chét keo vô thì một thời gian nó sẽ liền cái đoạn này thôi. Giờ nó đang liền đó các bạn. Tức là cái cây mà nó sống mạnh đó các bạn, khỏi lo ha, cây mà sống mạnh thì nó sẽ liền nhanh thôi. Đó, bây giờ mình cạp cái này cho nó thon lại để nó dễ nó liền lại, nó không có bị phù ở đây các bạn ha. Nó có cái độ giót của cây ha, thon từ trong giót ra ngoài ha. Đó, thì sau khi mình cạp xong á thì mình dùng cái keo mỹ tiến các bạn. Đó, dùng keo mỹ tiến mình chét lên. Thì các bạn cũng thường hỏi mình dùng cái này cái keo gì đó, thì cái này là keo mỹ tiến các bạn ơi. Keo mỹ tiến thì nó giúp liền sẹo, nó kéo vết cắt cũng hay lắm. Các bạn không cần phải mua cái keo gì mắc tiền đâu ha. Keo mỹ tiến thì tương đối nó rẻ, rẻ hơn những cái loại khác các bạn ơi. Đó, nhưng mà mình xài thấy nó rất là hiệu quả ha. Đó, thì mình chỉ cần chét nó lại vậy thôi. Thì sau khi mình thấy cái cây này thì nó cũng còn hơi cao các bạn. Lúc mình trồng vô thì nó thấp nhưng một thời gian nó lên thì nó hơi dễnh lên các bạn. Thành ra giờ giờ mình dùng cái miếng vải mình quấn ở chỗ đây để mình dùng cái cọng dây chì mình kéo nó xuống các bạn. Mình kéo nó xuống cho nó thấp xuống gì nữa các bạn nha. Đó, kéo xuống. Đó, mình cố định nó xuống dưới cái chân chậu các bạn, gịch nó xuống cho cái này nó thấp xuống để mình uống cho nó dễ các bạn.
đó thì cái mình cột vô cái phần nhánh của nó đây, rồi mình kéo nó xuống cái phần chân của cái chậu này nè các bạn, đó cho nó hạ cái cây xuống chút để mình uống cái nhánh kia nó dễ các bạn, để mình uống nhánh đổ nó dễ hơn ha. Đó. Cột vô đây các bạn. Thì cái cây này lúc mà mình trồng mình ghép tới giờ nó cũng được chắc được 1 năm quá các bạn ơi, hay là chưa được năm, chứ chưa được năm rồi, tức là mình trồng hồi lúc gần Tết năm rồi, rồi mình ghép rồi tới Tết thì bây giờ mới có mấy tháng nữa nè, thì chắc có lẽ chưa được năm đó các bạn ơi. Đó, sau khi mình cột mình kéo nó xuống thì nó hơi thấp xuống các bạn ha, đó cột cố định nó xuống đây cho nó thấp xuống các bạn. Đó, bây giờ mình dùng cái dây nhờ mình uống cái này xuống các bạn nha. Đó, mình uống xuống. Đó, thì bây giờ mình dùng cái dây nhôm nhỏ thôi các bạn. Đó, mình vô 2 sợi lượt ha. 2 sợi nhôm để mình uống cho nó dễ các bạn. Đó, bạn thấy cái cách quấn dây của mình thì mình uống cho nó đều đều nhau các bạn. Đó, bây giờ cái nhánh này mình uống nó xuống nè các bạn. Đó, đây nè, nó có 2 nhánh này mình uống xuống đây. Nó sẽ có cái tán dưới. Rồi cái nhánh này nó sẽ bay đi các bạn. Đó, nhánh này mình uống đi tiếp. Thì bây giờ trước mắt thì mình uống xuống á, thì cái cách uống á, thì các bạn biết rồi đó. Khi mà mình uống á, thì mình nên mấy cái này mình nên nắng từ từ đó các bạn, bởi vì cái mai này nó cũng còn mà. Đó, bây giờ mình uống theo cái chiều thuận đó ha, để mình xây qua đây nè. Cái mắt ghép nó cũng không có được, chưa được chắc lắm đâu nha các bạn, mình nên giữ cái chỗ mắt ghép lại ha. Đó, mình cặp vô mình uống, uống vừa xây theo cái chiều thuận của nó các bạn ha, uống hai bên ha, uống chính giữa ha, hai bên dây thì cái chỗ cái đường dây đi thì mình uống ngay chân ở chỗ đoạn dây đi qua các bạn. Đó, không nên uống hai bên mà cái chỗ trống ha, uống ngay cái đoạn dây đi ra đó, mình nắn từ từ nó các bạn. Đó, dùng cái này làm cái tán ở đây. Cái nhánh này mình để ra đi, mình phang hả, mình dự phòng đó đi các bạn, để mình uống cái tán cho xong đó đã. À, nhánh thừa đó mình uống cái tán cho xong đi rồi mình cắt nó sau ha. Đó, mình cố gắng mình lắc qua thêm đoạn nữa rồi mình lắc cái nhánh dưới các bạn. À, giờ mình vô cái dây để mình uống cái tán ở đây ha. Thì cái nhánh này còn nhỏ, mình chọn cái dây nhôm hơi nhỏ hơn các bạn. Thì mình cũng nên là vô 2 cái đường dây nhôm một lượt ha. À, để mình dễ uống. Thì nói chung cái cây mai á, thì các bạn biết cây mai nó rất là khó nha các bạn. Đó, mình nên làm cho nó hơi kỹ ha, cho cái nhánh mai mà mình uống nó ngặt quá nó gãy, hoặc nó ngặt nghèo quá thì nó chậm phát triển các bạn này. Đó, cái mai nó khó ha, thành ra lưu ý các bạn là mình uống nhánh mai á, thì mình uống rất là kỹ nha các bạn ha, uống chậm chậm ha, nắng nó từ từ, chứ cây mai á, thì nó tương đối nó khó nha các bạn. Đó, bây giờ mình uống xong nhánh đó rồi, nhánh thừa mình cắt bỏ ha. Đó, chỗ đây nè các bạn, chỗ đây nữa mình cho nó ra 1 tán đó nữa ha. Bây giờ mình tiếp tục lắc thêm một đoạn dưới nữa các bạn.
Đó, đơn giản vậy thôi ha. Như cái cây này thì cây mini các bạn, thành ra mình uống nó hơi ngặt, hơi nhặt cái đoạn đi thả xuống chút. Đó. Thì sau này nó sẽ đâm đâu đây nữa các bạn. Đâm đó thì mình có thể mình lợp nó thêm ha. Cho nó dày tán ở đây. Ở đây có thể mình dựng đỉnh lên. Đó, ngay chỗ này nữa các bạn. Ngay chỗ đó mình uống ngặt thế thế nào nó cũng đâm cái đó ha. Đó, để mình dùng cái dây nhơ mình demo các bạn xem chỗ đây. Đó, có thể mình dựng cái đỉnh ở đây nè các bạn. Dựng ngắn thôi các bạn ơi. Đó. Thì mình làm một cái tay cành nó phóng ra đây nữa, nó lợp theo cái nhánh đổ dưới ha, cho nó ấm cây các bạn. Đó, có thể nữa nó lên là mình làm thêm đây nữa các bạn. Ha, đơn giản vậy thôi, nữa nó đâm những cái nhánh đây ha. Đó, mình tạo tán đây. Đó, thì cái cây nó sẽ hoàn chỉnh đó các bạn. Bây giờ trước mắt thì cái nhánh này mình uống ra. Đó, mình demo bạn xem thử cái ha. Để sau này nó lên này mình uống sao. Đó, bây giờ mình dùng cái dây nhơ mình uống tiếp cái nhánh này các bạn. Nhánh này đúng ra lúc trước thì mình dự định là mình cho nó đổ cái nhánh này nè các bạn. Nhưng khi mình ghép vô hai bo thì cái nhánh này nó lại nó phát triển chậm các bạn ơi. À, cái nhánh trên lại nó phát triển mạnh quá. Ha. Thành ra lúc mà Tết chơi bông thì xong rồi mình nói để mình cắt nhưng mà cũng bỏ qua không cắt nó ha, thành ra nó lên dài luôn. Thôi lỡ rồi bây giờ mình lấy cái này mình uống thành cái tán đây luôn các bạn. Đó, mình dùng cái nhánh dài nhánh lớn thì mình cho nó đổ đi ha. Đó, thì cơ ứng biến đi ha, chứ bây giờ mình chờ cái nhánh này thì nó lâu lắm các bạn. Theo mình thấy thì mình làm lại gì thì coi nó cũng được các bạn. Đó, các bạn thấy sao thì có thể góp ý cho mình. Sau này mình làm đen tán nè các bạn ha, chỉ hai tán thôi. Đó, thì cuối cùng cái cây của mình nó đã xong rồi các bạn. Các bạn có thể ngắm lại một lần nữa và góp ý cho mình ha. Đó, thì nói chung cái cây bonsai mà mai này thì nó cũng khó làm các bạn, nhưng mà cũng không đánh đổi đâu. Các bạn cố gắng làm thì cũng được ha. Trong khi cây này mình làm mà chưa được một năm đó các bạn. Tết năm nay thì cây này nó đã hoàn chỉnh rồi. Đó, mình uống đợt này nữa nó đâm ra cái đọt nữa thì à, như ở đây nó đâm ra nữa thì mình làm cái tán đây ha. Đó. Thì từ đây đến Tết thì có thể là nó hoàn chỉnh các bạn. À, thì cái cách chăm sóc mai thì mình cũng chia sẻ cái clip mà chăm sóc mai mà suốt một năm đó các bạn. Thường thì mình dùng cái phân dynamic các bạn ơi. Phân hữu cơ dynamic ha. Đó. Cứ mỗi tháng á, thì mình vô nó một lần. Ở đây thì cái như cái chậu này á, mình nhét khoảng 5 viên các bạn, 5-7 viên vậy đó ha, 5 viên thôi. Đó, cái cây này các bạn thấy nó giống như là một cái con gì ha, ôm vô bình treo toàn tan các bạn. Đó, nhìn nó cũng lạ ha. Đó, ôm vô cái bình thì á, mình vô phân cái cây này nó khoảng 5 viên dynamic thôi các bạn ơi, cho một tháng ha, cứ một tháng vậy vô một lần. Ở trên lá thì mình cứ xịt những loại phân bón lá gì cũng được các bạn. À, xịt phân bón lá cộng với ăn cha con ha, lại thuốc sâu nữa. Đó, đơn giản vậy thôi chứ không cần cái thuốc mang gì, thuốc tiên gì đâu các bạn ơi ha. Thì cái cây mai của mình thì mình giờ mình làm đến đây thì nó cũng đã ổn rồi các bạn. Thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Các bạn xem video thì cũng nhớ chia sẻ mọi người cùng xem, nhớ đăng ký cái kênh để ủng hộ cái kênh của mình phát triển các bạn ơi. À, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo ha. À, xin chào.